Hướng dẫn cho mọi người cắm một bình hoa. Lâu nay thì mọi người thấy mình cắm nhanh và mình sẽ cắm hơi chậm một chút nha. Mọi người nhìn thôi chắc mình cũng không biết là nói như thế nào, nhưng mà Duy người quay lý ngày hôm nay nếu có 6 chữ nó trợ lý của mình 7 năm rồi. Kiểu hoa thì có nhiều dạng để cắm, nhưng mọi người cảm thấy thích như thế nào thì cắm vậy. Chứ là mình sẽ cắm rồi mọi người sẽ nhìn thấy, vì mọi người sẽ biết rằng là cắm hoa nó không hề khó như mình nghĩ. Cái bình này cũng khá là xinh, nhưng mà trong hoa thì khi mà cắm thì mọi người lưu ý một điều thôi. Khi chúng ta cắm thì chúng ta phải hình dung về cái không gian mình để. Không gian rộng thì mình cắm nó bung ra, còn không gian nó nhỏ thì mình lấy nó lại. Thì dù cắm như thế nào đi chăng nữa thì thứ vẫn là cái chìa khóa của nhà Simon ha. Nhà kiểu hơi ô về, hơi nhiều hoa, cho nên sẽ có người thích hay không. Hy vọng rằng các bạn khi mà coi kênh của Tứ thì nếu ai cảm thấy thích thì nó cùng đồng quan điểm, ai không thích thì thôi. Nhưng mà mình cũng, tại vì dạo này mình thấy mình chia sẻ lên thì thấy nhiều bạn như nó là coi kênh của Tứ thì cảm thấy rất là thích. Đó là một trong những cái điều khích lệ Tứ khá là nhiều và cảm thấy rất là vui. Cảm ơn các bạn. Tứ thì không có quen dùng những cái dụng cụ hỗ trợ, tại vì đơn giản là mình thao tác mình cũng khá là nhanh, thì mình có thể dùng những cái công cụ như thế này. Cắm như thế nào, thật ra hoa nó sẽ không có công thức, nó chỉ có một thứ thôi, là cái sự cảm nhận của mình feel, mình cảm thấy nó đẹp thì nó đẹp. Mình có thể quay vô mặt trước cho mọi người xem thấy cái quá trình mình cắm này. Đây thì mọi người sẽ thấy được là để mình quay qua đây nha. Cắm hoa thì nó không đòi hỏi là mình phải, tôi đã từng làm cái clip để chia sẻ với mọi người rồi đó. Cắm hoa chúng ta coi nó là năng khiếu hay là kỹ năng. Thật ra thì tôi xác định nó là kỹ năng. Kỹ năng chúng ta có thể tập được, làm riết nó quen, mình làm với nhiều người có kinh nghiệm thì tự động mình sẽ có kinh nghiệm, chứ không có gì khó cả. Cho nên là chỉ cần chúng ta luôn luôn cố gắng, luôn luôn nỗ lực thì mọi người sẽ cắm được. Còn trong không gian mà nó sẽ có nhiều hình hài, tròn vuông méo gì đó tùy mà, không nhất thiết phải định dạng theo hình gì mà cũng không nhất thiết phải theo một cái người nào đó. Cho nên có nhiều bạn nói rằng là hình đó mới đẹp hay là kiểu đó mới đẹp, đó là các bạn. Còn bản thân mình thì nghệ thuật là một thứ nó không có giá, không có thước đo, và nó theo cảm xúc lắm. Nhiều khi ngày hôm đó mình cắm bình hoa mình tặng cho một cái người đó mình cà rớt, xong người đó thích quá thì tự nhiên giỏ hoa đó với mình là suốt đời nó sẽ là giỏ hoa đẹp. Còn hôm đó mình tặng một giỏ hoa, xong người đó mình tặng cho người ta xong 5 phút sau người ta đi ngoại tình, giỏ hoa đó suốt đời là giỏ hoa xấu, thì cái người cắm hoa nó cũng xấu luôn. Đơn giản cái xấu của nó là nó đến không đúng thời điểm đó, cho nên cái vấn đề là thời điểm nó quan trọng lắm. Rồi bây giờ sau khi chúng ta xong phong này thì chúng ta sẽ chuyển qua hoa trắng ha, cho anh xin hoa hồng trắng. Cắm hoa là một trong những nghệ thuật, và người cắm hoa là nghệ sĩ, thì chúng ta cứ feel đi, ai nói gì kệ người ta, không sao hết, xấu cũng được, đẹp cũng được. Người ta cũng sẽ không phải là cái người định hướng cho mình, cũng không phải là cái người gọi là chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, cho nên mình không có bận tâm đến cái gì đó. Rất là nhiều bạn nói là Tứ cắm hoa kiểu công nghiệp, không nên cắm hoa nghệ thuật. Thì Tứ không biết là cái từ nghệ thuật của bạn là như thế nào. Nghệ thuật một trong những điều đầu tiên đó là sự khiêm tốn. Nếu mà bạn nói ra cái lời bằng góp ý là mình cắm xấu thì cái sự khiêm tốn bạn đã là không có rồi. Tại vì đơn giản là sao? Nghệ thuật không có thước đo. Chung quy là chúng ta có cùng đồng quan điểm ở một góc độ nghệ thuật hay không? Cho nên bình hoa nó sẽ không có góc độ gọi là như thế nào gọi là nghệ thuật. Được chứ? Nhưng mỗi người thích thôi, quan điểm. Bạn thấy thích thì giỏ hoa nó sẽ luôn luôn là đẹp. Bạn thấy không thích thì giỏ hoa luôn luôn là xấu. Không gian đó, con người đó, cảm xúc đó đẹp thì nó luôn luôn đẹp vậy thôi. Chứ đâu có gì đâu. Rồi, giả sử được lá. Thì chỉ điều là chúng ta có cùng cái quan điểm này không thôi. Chứ còn thật ra trong cắm hoa nó không có cái gọi là cái thước đo. Cho nên là cắm xấu cũng được, nhưng sao mình thích là được. Cắm cho ai, cái người đó có thích không? Thích là được. Nói chung là cuộc sống mà, bạn hãy làm những điều bạn thích đi, ngắn ngủi lắm. Cho nên là không bao giờ có cái gì mà gọi là thước đo hay chuẩn đo. Và chỉ có một cái là mình có thích không. Cho nên khi mình làm một điều gì đó, mình sẽ hỏi khách hàng của mình là cô có thích không, chị có thích không. Người ta nói ta thích, ok, vậy là được. Còn nếu người ta không thích, sửa lại cho ta thích. Còn người ta không thích nữa, mình hỏi người ta thích cái gì, để mình cố gắng mình hoàn thiện thôi. Vậy đó, đúng không? Chứ còn ngồi đó mà cứ ấy thì không nên. Lý cắm hoa mà không hề hướng dẫn cắm hoa. Tại thật ra thì mọi người coi sẽ có hai trường phái. Một là thích, hai là làm nghề. Làm nghề thì chắc là mấy bạn cũng không cần coi Tứ. Nhưng mà các bạn coi được cái tinh thần, tinh thần nhanh nhẹn của Tứ. Tinh thần làm cái gì nó cũng nhanh, chứ không có rề rề. Và một trong những tinh thần quan trọng nhất mình truyền cho giới trẻ là cuộc đời ngắn, làm cho nhanh, rề rề. Và có những cái thao tác không nhất thiết phải kỹ. Các bạn tự cho rằng là giống như là nhà tôi làm bánh ngon lắm, nhà tôi cắm hoa cẩn thận lắm. Cái sự cẩn thận đó là cá nhân hóa. Còn vấn đề của chúng ta nó vẫn là tốc độ, nó vẫn là gọi là sao ta, công suất. Công suất bạn thua người ta là bạn thua vậy thôi, không có giá trị gì hết. Đó, cho nên là mình cố gắng thì mình sẽ đạt được những điều mơ ước. Còn mình không cố gắng thì mãi mãi mình chỉ nằm đi sau người ta.
muốn phát triển hơn người ta thì phải đi nhanh. Giống như trên thế giới có nhiều nước mà, nước nào muốn phát triển thì con dân nhanh làm việc phát triển tài nguyên đó, còn nếu không thì sẽ mãi mãi vậy thôi, do mình chọn. Rồi bây giờ mình xong rồi mình thêm một vài cái bông cho nó gọi là có duyên, nó bung bung năm năm thôi, cho nó có duyên thôi, thêm cũng được không thêm cũng được, thích cũng được không thì thôi, cắm bằng kéo cũng được, cắm bằng tay cũng được, cắm bằng gì cũng được. Nói chung là nghệ thuật là không có cái thứ gì quy định đâu, và ai mà quy định cho nghệ thuật thì người đó không phải là người làm nghệ thuật. Ai chê nghệ thuật xấu thì người đó kẹt và làm như nghệ thuật. Mình có thể thích tác phẩm người này và không thích tác phẩm người này, và đơn giản là chúng ta không cùng quan điểm nghệ thuật thôi, nhưng chúng ta không có quyền bình phẩm một cách quá. Còn góp ý thì được, đồng ý là sẽ lắng nghe, mà sự góp ý của bạn đôi khi nó không phải là thước đo để cho mình chuẩn. Tự đơn giản là bạn đã chuẩn chưa. Mình sẽ không dám nói là các bạn gato hay là ghen với mình, nhưng mà mình chỉ nói một điều thôi là chúng ta không đồng quan điểm nghệ thuật đồng tiền nha. Chúng ta không đồng quan điểm nghệ thuật, tại vì nếu đồng quan điểm nghệ thuật chúng ta đã không bất đồng về việc là tác phẩm này đẹp không đó. Cho nên khi mình cấm lên thì sẽ có người rất thích và sẽ có người không thích, thì đôi khi nó cũng có thể đến từ cái góc quay. Nhiều khi bạn quay quá tệ, bạn không có biết di chuyển thì nó làm cho sản phẩm nó xấu, mà bạn quay đẹp thì nó đẹp. Và đôi khi do cái người chỉnh, tức là người chỉnh họ có một cái gọi là lừa dối người ta, người quay rồi về làm ảo lên. Còn tứ thì kiểu mà thực tế mà vô là veo veo đồng tiền là làm rất là nhanh đó. Không thể là mình nói được cái được đâu, cho nên là cứ thấy đẹp là được, do mình cảm, do mình thích, thích sao cũng được, nhưng hãy thích ô về của nhà xây mình là xong. Biết là nãy giờ bao nhiêu phút nha, cảm ơn cả nhà rất nhiều, và mình sẽ cho quay qua đây cho mọi người thành phẩm nha. Đó rồi, mọi người xem thằng này có xinh không, với to tông trắng. Rồi chúng ta sẽ để đeo bất kỳ nơi nào, bất đối xứng nghĩa là nó không phải tròn đều, nó cũng không phải, nói chung là hai bên này, bên méo mình chọn đâu tròn hết đâu, thử kiểm tra của người nhà để có tròn không, thì có nghĩa là nó bất đối xứng. Rồi xong rồi mình sẽ nở lên, làm xong cái này là đang làm bước 1, thì thường thường bước 1 đã quay lên rồi. Bước 2, ví dụ mình muốn đẹp hơn, mình sẽ đi tiểu tiết nè, lặt nấm thư đi nè, chứ ai đâu mà vạch lá tiền sâu. Thì trong quá trình cắm sẽ có đó, mình đi lặt đi, sau đó mình coi lá nào nó bị không tốt thì mình bỏ đi, rồi đó mình sửa lá sửa đồ, mình tưới nước vô. Đây là bước 1, rồi sau đó người ta sẽ thêm phụ kiện accessory vào và thành phẩm. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình là Simon Tứ, chia sẻ cái hậu trường mình ngày trên chiếc cưới cho chính mình làm. Và mình sẽ chia sẻ những kỹ năng mà mình có được, tùy mọi người có thể thích. Và hiện tại chương trình nhà Simon Tứ đang có gói 100 triệu giảm còn 90 triệu, hoặc là gói trang trí gia tiên 45 triệu giảm còn 35 triệu. Hy vọng là cả nhà sẽ ủng hộ mình nha.